bấm vào xem video như thế này, vì mỗi lần tăng một lượt xem, người đàn ông này sẽ gần cái chết hơn một bước. Anh ta đang cầm một tấm biển có nội dung, tôi đã lạm dụng phụ nữ. Nếu video đạt 5 triệu lượt xem, tôi sẽ chết. Ban đầu khi mọi người xem được video, đều cho rằng anh ta vì muốn nổi tiếng, nên mới diễn màn kịch này. Nhưng sau khi xem video, y tá Pia vô cùng kinh ngạc, vì người đàn ông trong video chính là anh trai của cô Nick. Nick là một người trung thực, chắc chắn sẽ không làm những việc như thế. Pia vội vàng bỏ hết công việc trên tay, lập tức gọi điện cho anh trai, nhưng không có ai nghe máy cả. Cô nhanh chóng chạy đến nơi làm việc của anh trai, biết được ngày hôm nay Nick không đi làm. Thôi xong, xem ra video kia có lẽ là thật rồi. Nick xảy ra chuyện rồi, Pia nhanh chóng đi tìm chị dâu. Chị dâu xem video, còn tưởng rằng đó là trò đùa dai của anh em hai người. Nhưng khi phát hiện thật sự không thể liên lạc được với chồng, cô ấy cuối cùng cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hai người lập tức đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Trên đường, Pia liên tục chú ý tới lượt xem của video. Chỉ trong vòng 20 phút, lượt click vào xem đã tăng lên 9.000 lượt. Đây là cuộc chạy đua với con số. Pia muốn thử báo cáo video để gỡ nó xuống, nhưng kết quả xét duyệt phải đợi 48 tiếng. Điều vô lý hơn nữa là trang web video này không có số điện thoại dịch vụ khách hàng. Chớp mắt, hai người đến đồn cảnh sát. Nhưng vì không có manh mối, đây cũng là lần đầu tiên cảnh sát nhận được vụ án như vậy, nên chỉ dò hỏi biểu hiện của Nick mấy ngày gần đây, rồi bảo hai người trở về chờ tin. Lúc này Pia lại nhìn điện thoại, số lượt xem đã lên tới hơn 300.000 views, video còn bị đưa lên hot search. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ mất mấy phút video sẽ đạt 5 triệu lượt xem. Nhưng vừa về đến nhà, cảnh sát đã báo tin cho cô, trang web đã cập nhật video mới. Nick đang cầm một tấm bảng ghi tôi đã giết một người phụ nữ. Pia vừa nhìn đã nhận ra, đó không phải chữ viết của anh trai, chắc chắn là hung thủ đã ép buộc anh trai làm điều đó. Đây không thể nào là video tự thú. Nhưng cảnh sát vẫn giữ thái độ hoài nghi với chuyện này, họ không tin Nick vô tội. Điều này khiến hai người vô cùng tức giận, ngay lập tức rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc này, lượt xem của video đã vượt quá 1,6 triệu views. Tốc độ lan truyền video ngày càng nhanh, Nick đang trong tình thế nguy hiểm. Không còn cách nào khác, nếu cảnh sát đã không đáng tin như vậy, Pia quyết định tự mình bắt đầu điều tra. Cô tìm đến một bệnh nhân có quan hệ khá tốt với mình, người này là một chuyên gia máy tính, cũng đang quan tâm đến vụ việc, đồng thời nhìn ra được vài manh mối. Anh ta phát hiện nhãn dán ở bức tường đằng sau rất đặc biệt, chỉ có một loại xe chở hàng dán nhãn dán này. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng kiểm tra loại xe này, không chừng có thể tìm được Nick. Pia ngay lập tức cung cấp manh mối cho cảnh sát. Manh mối này đã giúp cảnh sát rất nhiều. Trong lúc cảnh sát đang bàn bạc, Pia chỉ có thể cùng bạn lo lắng đợi kết quả. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, lượt xem đã tăng vọt, từ 4,6 triệu lên 5 triệu views. Nhìn thấy con số đại diện cho cái chết này, Pia cho rằng mọi chuyện kết thúc mất rồi. Đúng lúc này, cảnh sát tìm thấy được một chiếc xe chở hàng, khớp với manh mối cô cung cấp. Pia đi theo cảnh sát nhanh chóng chạy đến hiện trường. Con số 5 triệu lượt xem chết người này có thật sự giết chết Nick. Đây là một video chết chóc, chỉ cần đạt 5 triệu lượt xem, người đàn ông này sẽ chết. Song sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người này bị ép buộc quay video. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra được hiện trường quay phim. Nhưng khi bọn họ mở cửa xe, bên trong không có bất cứ cái gì. Rốt cuộc Nick đã đi đâu, anh ấy có còn sống hay không vẫn đang là một bí mật. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Các phóng viên nhà báo chặn đứng trước cửa nhà Nick. Các anh hùng bàn phím khẳng định chắc chắn Nick có vấn đề, ở trên mạng chửi bới xỉ và không ngừng. Hiện tại, ngoài người nhà của Nick, cũng chỉ có thanh tra Rosan hết lòng với vụ án này, bận rộn tìm kiếm manh mối. Song hiện tại thời gian Nick biến mất đã quá 48 tiếng đồng hồ, phần trăm sống sót của anh chỉ còn lại 50%. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, cảnh sát lần theo camera giám sát tìm thấy hiện trường Nick mất tích đầu tiên. Thanh tra Rosan lập tức chạy đến hiện trường để tra xét. Quả nhiên phát hiện được xe đạp của Nick nằm ở bên đường, bên cạnh còn có một ống tiêm. Xem ra đây là vụ bắt cóc có mưu tính từ trước. Hung thủ chắc chắn là người hiểu rõ Nick, nên mới biết được lộ trình của anh ấy. Trước những manh mối này, thanh tra Rosan nghi ngờ người nhà của Nick. Đầu tiên, anh điều tra vợ của Nick Sophie. Nhưng khi Rosan đặt giả thiết vợ chồng Nick không hòa thuận, Sophie vô cùng không hài lòng, một mực phủ nhận rồi tức giận rời đi. Sau đó, thanh tra tìm đến Pia, dò hỏi quan hệ giữa hai anh em. Pia trả lời rằng, tình cảm giữa cô ấy và anh trai vô cùng thân thiết. Anh trai tuy có hơi nóng nảy, nhưng sau khi lấy chị dâu, đã thay đổi rất nhiều. Nhưng vào sáng ngày 16 tháng 3, anh trai bỗng nhiên tìm cô nhờ xử lý vết thương. Lúc ấy hai bên xương sườn của anh đều bấm tím hết. Pia muốn hỏi nguyên nhân, nhưng Nick chỉ lấy lệ nói, do chơi bóng rổ nên mới bị thương. Thực tế vết thương nhìn giống như bị người khác đánh. Sau khi nhận được thông tin hữu ích, Rosan trở về nhà, bắt đầu điều tra hành tung của Nick ngày 16 tháng 3, phát hiện ra anh ấy đã đến một quán bar. Sau đó, thanh tra tìm gặp ông chủ quán bar xem lại camera ghi hình, thấy được hình ảnh Nick đánh nhau với một người đàn ông da đen. Có khi nào hắn ta là người đã bắt cóc Nick? Vì vậy, cảnh sát ngay lập tức bắt đầu lùng bắt quy mô lớn. Nhưng như vậy chả khác gì mò kim đáy biển, không biết đến khi nào mới tìm thấy Nick. Vì vậy, thanh tra Rosan lấy ra bản đồ hành tung của Nick mà anh ấy đã đánh dấu, muốn huy động người dân cùng nhau tìm kiếm.
bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra Nick. Cảnh sát trưởng không lay chuyển được Rosan, đành phải đồng ý. Nhưng nếu không tìm được Nick, Rosan sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngay sau đó, đồn cảnh sát đã điều động một số lượng lớn lực lượng cảnh sát tìm kiếm theo hình thức dàn trải. Rosan liên tục chú ý điện thoại. Lúc này, một người dân gần đó phát tín hiệu thông báo họ đã tìm thấy. Thanh tra vội vàng chạy đến. Sau đó, một số người khác cũng gửi cùng một tín hiệu. Rosan đến nơi phát ra tín hiệu, quả nhiên phát hiện được một thi thể ở bên hồ. Rosan chậm rãi bước đến, do dự hồi lâu mới lật thi thể lên. Thi thể chính là Nick. Cuối cùng thì anh ấy vẫn chết trên video chết người đó. Hung thủ liệu có phải là người đàn ông da đen đã đánh Nick?